Họ ờ, có thể bị hoãn vì siêu bão, trước khả năng các môn thi đấu ở SEA Games 30 sẽ bị hủy hoặc hoãn vì ảnh hưởng của bão Camuri. Ủy ban Olympic Philippines đã có cuộc họp khẩn vào trưa ngày mùng 2 tháng 12 tại World Trade Center. Đại diện của ban tổ chức, Ủy ban Olympic Philippines và Ủy ban Olympic châu Á đã có cuộc trao đổi với báo chí. Theo một quan chức của ban tổ chức SEA Games, nước chủ nhà đã có kế hoạch cho những tình huống xấu nhất. Mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng. Việc hủy hoặc hoãn các sự kiện thể thao sẽ do Ủy ban Olympic Philippines và tiểu ban kỹ thuật quyết định. Những môn thi đấu ngoài trời có thể bị hủy hoặc hoãn vài giờ hoặc một ngày trong thời điểm bão đổ bộ vào đất liền. Cơ quan thời tiết Philippines hôm 29 tháng 11 dự báo bão Kamuri đang tăng tốc về phía tây hướng đến Philippines, có thể mạnh lên thành siêu bão và ảnh hưởng tới nhiều địa điểm tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á, SEA Games lần thứ 30. Theo cơ quan này, bão Kamuri được dự báo sẽ đổ bộ vào Manila tối ngày mùng 2 tháng 12 hoặc sáng ngày mùng 3 tháng 12, có sức gió lên tới 140 km/h giật tới 170 km trên h Như vậy, trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Singapore diễn ra vào lúc 20 giờ giờ địa phương, ngày mùng 3 tháng 12 hoàn toàn có thể bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu, đồng nghĩa với việc có nguy cơ phải hoãn. Trong ngày hôm nay, hơn 100 thành viên đoàn TTVN cũng đã có mặt tại Manila, sau khi chuyến bay mang ký hiệu VN9663 được đẩy sớm hơn một ngày. Kế hoạch ban đầu là ngày mùng 3 tháng 12.